Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách ăn mì tôm nhé, với kim chi ấy, nó rất là ngon mà lại cực kỳ đơn giản. Mà khi mà gói mì tôm mà chúng ta ăn kiểu này, chúng ta không còn cảm giác là bị khó ăn, bị lóng, và nó trở thành một món ăn cực kỳ ngon nhé. Ở đây mình có kim chi này, mì tôm này, tùy theo các bạn nhiều hay ít mà các bạn mua, và một lấu, và các bạn ăn bao loại nào các bạn mua loại đấy nhé. Ở đây bên cạnh là có thêm thịt, hành, quả trứng. Đây mình dùng trứng để ăn, cho ăn thêm món ăn cho nó ngon. Đây dùng trứng vịt lộn nhá, mình đang luộc sơ, tí nữa mình chỉ đập vào nồi mì là được. Và thêm ít xúc xích nữa cho ngon. Thịt thì các bạn có dùng thịt lợn hay là thịt bò hay thịt gà đều được cả. Kim chi này thì nấu kèm hoặc là các bạn ăn bên ngoài cùng với mì nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình trần mì và mình nấu nhá. Món này rất là ngon ạ, mình rất là thích ăn mì với kim chi ạ. Một nồi nước lên nhé, các bạn cho mì vào trần trước để cho mì nó hết cái dầu chiên đi, và ăn mì nó bị lỏng cho hết cái nước ngoài đi. Lật mì lên và sủi nước này, chúng ta đổ cái nước này đi, xả nước sạch vào để cho mì chúng ta nó không còn cái dầu chiên, mì nó ra hết cái phần dầu chiên vàng đi. Rồi bây giờ như này được rồi nhé, không luộc lâu thì mì nó sẽ không còn dai nữa, nó sẽ mềm quá, nó bở. Rồi bây giờ mình tắt bếp và đổ mì ra, rồi xả nước lạnh vào cho nó săn lại và hết cái phần nước chiên. Chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nước nhé, các bạn cho cái gia vị mì tôm vào. Đặt cho mình quả trứng vào, vì quả trứng mình mới luộc sơ cho nên nó chưa chín hoàn toàn đấy, mình cho vào sớm này để cho quả trứng nó chín nhé. Tiếp tục các bạn cho những nguyên liệu vào, cái nước kim chi này cho vào, còn cái kim chi này mình thích ăn ở ngoài ăn kèm hơn, cho vào thì nó sẽ không còn bị chua nhiều nữa, nên mình để nguyên, chỉ cho cái nước kim chi này, xúc xích, thịt, và cho vào quả lấu kỹ này, chút lên, rồi mình cho mì tôm vào nhé. Rất là ngon khi mà chúng ta biết cách nấu ấy. Đẩy vung một chút xíu để cho cái nước này nó sủi bùng lên, để cho thịt bên trong chín. Khi sủi bùng lên như vậy rồi, các bạn cho mì tôm đã luộc sơ và đổ hết cái nước vàng lên rồi, và các bạn đun lên sủi lên. Tiếp tục cho hành lá lên trên, như vậy là mình xong được mì tôm rồi đấy ạ. Được ớt bột cay thì các bạn cho thêm ớt bột vào nhé. Ớt bột với cả là ớt tươi. Rồi. Còn nấu thì mình nấu như này là chia sẻ, mình đã chia sẻ xong rồi. Muốn ăn kim chi nóng thì cho một chút kim chi vào trước để tắt bếp thôi, chứ không cho lâu quá. Còn phần kim chi này mình ăn sống kèm bên ngoài. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách nấu mì tôm kim chi ở đây ạ. À, giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sủi lên này là được nhé, bạn đừng đun lâu nó lát mì.